anh em là có nhu cầu nạp Starbucks, nạp Fireball, nạp các bác trong store, tại thuê, tại khó, leo rent, hãy liên hệ Zalo mình 0946 782 982. Cảm ơn em. Chào tất cả anh em đã trở lại kênh của mình. Thì hôm nay mình làm clip gọi là chia sẻ với bàn luận với anh em về vấn đề cực kỳ hot sau khi phiên bản FC Mobile Beta ra đây. Là gì anh em? Có bị reset game hay không? Có mất độ hình coi hay gì không? Rất là nhiều câu hỏi đặt ra. Bình luận ở dưới như thế nào? Thì ok anh em, hôm nay mình làm clip gọi là chia sẻ với anh em và có chung là muốn bàn luận với anh em về vấn đề này. Thật sự thì mình nói một câu như này thôi, là chưa có thông tin chính thức từ phía EA là có reset hay không. Đó, để anh em hiểu, đó là thông tin chính thức cho anh em. Còn tin đồn này, tin đồn kia, rồi người này, người kia nói, kể cả YouTuber nước ngoài nói nữa, chưa chắc chắn em, gọi là chưa chắc chắn anh em. Reset hay không, phải chờ EA nó thông báo anh em. Chứ một số anh em cứ nghe tin này, tin kia rồi nói, reset anh ơi, reset anh ơi. Chắc đâu, không tin nào. Đó, mình nói vậy đó. Hôm nay mình làm clip là bàn luận với anh em, chia sẻ với anh em. Chưa có thông tin anh em, cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh, cứ chơi bình thường. Thì bây giờ mình sẽ đọc một số câu hỏi của anh em để mình bàn luận, chia sẻ về vấn đề cực kỳ nóng, cực kỳ hot này. Đó, thì anh em, bây giờ sẽ vô những câu hỏi nha. Đây, đội như thế này có reset lại đội hình không anh, hay nó vẫn giữ nguyên đội hình của mình? Lại là một câu hỏi. Mình đọc trước nha, đọc trước đi thì trả lời chung anh em luôn. Sang phiên bản mới có mất coi và cầu thủ không bạn? Đó, tiếp tục. Ủa, sao bản 23 em bật đồ 2 được mà có bản này bật lại bật được? À không bật được, bật 2 được. Cái này là bản beta anh em, bản beta nên nó còn nhẹ. Tiếp tục. Alo, anh cách sức bóng trệt. À cái này để sau đi anh em, để sau đi. Ủa, cái bản beta này là thay thế cái game hiện tại mình đang chơi hả anh? À cái này là tí mình trả lời chung luôn. Phải bản chính không anh và có mất cầu thủ không anh? Đó, mình sẽ đọc một số câu hỏi của anh em về cái vấn đề này. Anh ơi, cho em hỏi nếu có phiên bản mới thì đội hình cũ có mất không ạ? À, sợ mất tiếc lắm ạ. À, chúc anh và gia đình nhiều sức khỏe, mong anh được lên top. À ok anh em, đấy cũng là một câu hỏi. Anh nghĩ sau game có reset giống mùa 21 lên mùa 22 không anh, hay nó sẽ cập nhật lên? Đấy cũng là một câu hỏi tiếp tục. Mong AI cho thêm tính năng thoát sự thua. À cái này để sau đi. Ok anh em, thì đó là những câu hỏi gọi là vấn đề là có bị reset game hay không, đội hình có mất hay không, sau mùa mới bản chính như thế nào. Đó ok anh em, đó là một câu hỏi cực kỳ là năng giải ở lúc này. Thì mình nói như đầu clip, chưa có thông tin chính thức từ EA là có reset đội hình hay không, chỉ là đổi tên thôi, và một cái phiên bản mới ra là tên khác và đang là beta thử nghiệm thôi, gọi là thử nghiệm nha anh em, thử nghiệm cho anh em chơi trước thôi. Còn bản chính ra thì tháng 9 anh em, tháng 9, phải chờ tháng 9 thôi. Thì đó ok anh em. Thì bây giờ mình sẽ vô cái trang Twitter của FIFA 3 để đọc một thông tin cũ cho anh em trước khi ra bản beta để anh em mình hiểu rõ hơn và chia sẻ với anh em. Ok anh em. Bây giờ mới vô trang Twitter nha anh em. Đây anh em, trước khi vô cái thông tin chính đó, thì mình sẽ thông báo cho anh em cái sự kiện ngày mai. Đó là sự kiện Trophy Titan. Đó, nó thông báo những cầu thủ ngày mai rồi. Đấy, để mình đọc sơ cho anh em ha. Đó là những gì? Cầu thủ là Zidane nè, Fernando Torres nè, Klang nè, Parkland nè, Roberto Carlos nè, Nakano Wen nè, Philip Lam nè, Lauzer nè, Lightless nè, Ludet và Nono Van. Đó là những cầu thủ đã công bố cho ngày mai. Chắc chắn là có rồi, trong cái sự kiện ngày mai trước Fight Titan nha anh em. Đó, thì đó là công bố cái sự kiện này cho anh em. Đó, thì chính hôm nay là gì nè, chính hôm nay là gì? Bây giờ mình sẽ vô cái trang chính của EA nè. Đó, nó có một cái phần gọi là thay đổi cái tên đó, từ cái tên FIFA Mobile thành cái tên FC Mobile á. Nó thông báo trước khi ra bản beta này là gì anh em. Bây giờ mình vô ha. Ok, nó là tiếng Anh anh em, nó là tiếng Anh không mà. Đó, bây giờ mình sẽ dàn vô cái trang mà duyệt đi, để mình dịch trang tiếng Việt cho anh em. Ok anh em, dịch trang tiếng Việt cho anh em. Đây thông báo FC Mobile. Đó là cái này trước khi nó ra cái phiên bản beta, nó thông báo cho mình trước rồi. Đọc qua cho anh em trước đi để anh em hiểu rõ vấn đề có reset hay không thì chưa biết nha em, chưa biết nha anh em. EA Sports FC Mobile sắp ra mắt, tương lai của bóng đá trên di động sẽ đến với những pha hành động chân thực, nhập vai, có sự góp mặt của tất cả các cầu thủ, đội và giải đấu yêu thích của bạn. Trước khi chúng tôi đến đó, có rất nhiều thông tin cần xem qua trước bắt đầu nào. Đó, ở dưới nè. EA Sports FC cập nhật di động. Sau khi EA Sports FC Mobile ra mắt, nó sẽ có sẵn để tải trên App Store hoặc là Play Store. Đó,
dưới dạng bản cập nhật cho tất cả người chơi hiện có. Đối với những người chơi hiện tại, bạn sẽ thấy cùng tên tài khoản của mình được chuyển sang. Nhưng thông tin chi tiết cụ thể sẽ chia sẻ gần thời điểm EA Sport FC ra mắt. Đấy, cái câu hỏi trong cái phần này là câu trả lời của anh em đây. Là gì anh em? Nó sẽ đổi tên và cập nhật cho anh em, chứ không có gọi là reset, chưa nói gì reset anh em, chưa nói vấn đề reset trong đây. Đó, cập nhật cho anh em. Và cái ạc cũ của anh em chuyển sang là cái tên nó luôn. Còn chưa có vấn đề gọi là cập nhật hay là bị reset như nào. Đó, chưa nói anh em. Nó nói vậy nè. Đối với những người chơi hiện tại, bạn sẽ thấy cùng tên tài khoản của mình chuyển sang. Nhưng thông tin chi tiết cụ thể sẽ được chia sẻ gần thời điểm ra mắt FC Mobile. Có nghĩa là bây giờ là chưa có thông tin chính thức là sẽ bị reset hay không. Chỉ là các bạn beta cho mình chơi, thử chơi trải nghiệm thôi, thử nghiệm thôi. Đó, chưa có anh em, chưa có gì hết. Mà anh em cứ gọi là nghe tin đồn, nghe tin đồn kia. Chưa có, hãy chờ thông tin em. Có hay không, hãy chờ thông tin từ AI. Chứ bây giờ chưa có, chỉ là vẫn đang chơi bình thường thôi. Cứ không có gì hết anh em. Đó, mình nói không? Mình nói rồi, anh em cứ bình tĩnh. Có reset hay không, hãy chờ thôi. Chứ không phải là vấn đề là anh em cứ nghĩ là mấy mùa trước reset thì mùa này sẽ reset. Chắc không anh? Chưa chắc đâu, chưa chắc. Những lúc AI nó có làm mũi gì đó, chứ có thể reset, có thể không. Chuyển từ hình sang, chơi tiếp anh em. Chơi tiếp, tiếp tục mùa giải mới. Vấn đề nó chỉ bình thường. Đó, tại mình thấy cái bản beta này á, là nó thay đổi cái thẻ mới nè, cái hình đồ họa mới nè, cách chơi cũng thể là khác luôn. Mình thấy mình trải nghiệm rồi, đá thì cũng hơi khó chút nè, hơi chậm chút, có thể là cầu thủ có thể hơi thấp nhưng có thể dậy, tùy và trải nghiệm lâu thì mới biết được. Đó, thì vấn đề reset hay không anh em phải chờ thôi anh em. Thì anh em mình gọi là clip này bàn luận chia sẻ với anh em rất là nhiều. Anh em nói khẳng định là reset, nhưng mà chắc không anh em? Chắc không? Bây giờ chưa có thông tin, bây giờ em chắc không? Cái cảnh đâu? Nếu mà lớn sau này nó không reset thì sao? Đó, vấn đề còn một câu hỏi. Còn là một câu hỏi, nó có nói là những thông tin chi tiết cụ thể sẽ chia sẻ gần thời điểm FC Mobile ra mắt. Là có nghĩa là đội hình mình bây giờ chưa có biết là sẽ bị reset hay không, mà chưa có mất cái gì không. Nên em cứ chờ đi anh em, chờ đi. Tháng 9 này anh em. Bây giờ anh em cứ chơi bạn gọi là beta thử nghiệm trước đi. Thì khả năng là cái bản này sẽ là bản chính thức cho anh em chơi. Tại vì là thử nghiệm phần hình hầu như là giống như bạn chính thức vậy đó. Thử nghiệm cho anh em chơi trước, thử coi như thế nào, để coi nó trải nghiệm như nào, đánh giá như nào, góp ý như nào, để còn chỉnh sửa nó có lỗi gì không. Đó, nó còn chỉnh sửa nó rất là nhiều cái anh em, rất là nhiều thứ anh em, rất là nhiều thứ mình còn phải gọi là chờ thông tin thôi. Chứ anh em đừng có hỏi những vấn đề reset nữa. Thật sự mình cứ chơi đi anh em, có thông tin mình gì mình sẽ báo chính thức lên cho anh em. Chứ AI chưa thông báo gì hết mà anh em cứ gọi là nghe người này nghe người kia, nhóm này nhóm kia nói, chắc không, chắc thông tin không, thông tin ở đâu đó, chưa có thông tin gì mà, đúng không? Đó, hôm nay mình đá một cái clip cho là chia sẻ với anh em, mà nói với anh em vấn đề reset hay không, cực kỳ là nan giải. Nhưng mà phải chờ anh em, chờ đi anh em, chờ đi đấy. Thì ok anh em, cái bạn FIFA Mobile Beta này á, sorry anh em, FC Mobile này á là một bản thử nghiệm với anh em, beta thôi, thử nghiệm thôi. Thì mình đã chơi một quán giờ rồi, đó là được gen rồi, được điểm bon này, rất là nhiều anh em. Nói chung mà cái này chơi xong thì nó khi nào đó là chính thức thì nó sẽ gọi là reset thôi, nó sẽ mất cái bản beta này đó. Và chơi bản chính thức anh em, nói chung beta là mình chơi mình trải nghiệm thôi, gọi là trải nghiệm thôi. Sau khi nó ra bản chính thức thì cái bản này sẽ mất đi, đó là sẽ chơi bản mới thôi đó. Còn có vấn đề reset hay không thì nãy giờ mình nói rồi, để chờ thông tin anh em, chờ thông tin thôi, chứ giờ đừng có nghe ai hết á. Cái khi nào cần tới, cái khi nào ra bản FC Mobile chính thức mình sẽ thông báo mình có bị reset hay không đó. Thì ok anh em, nói chung là bàn luận thôi, chứ anh em đừng có gay gắt về vấn đề này quá. Thật sự nói chuyện với nhau bàn luận thôi, đừng có gay gắt quá, cứ phản biện người này phản biện người kia làm gì, không có hay ho gì đâu. Cứ bình thường đi anh em, cứ kêu là chưa có thông tin mình nói, chưa có thông tin thì chưa có thông tin, khi nào chính thức thì mình sẽ thông báo cho anh em đó. Thì cái bản beta này thì nó có một số gen và bo và phi football này cho mình chơi để mở cửa khẩu anh em. Anh chưa thấy nó cũng vui vui nè, nói chung là trải nghiệm thôi, bạn trải nghiệm thôi đó, trải nghiệm cho anh em thôi. Thì anh em vô cứ mở cái bắt chơi chơi vui vui nè, đấy bạn chơi thử cái nè, cứ mở đại đen kẻ chơi trải nghiệm mà. Đấy, coi nè, thấy được con CB Rudiger nè, đấy, mở tiếp anh em, mở chơi chơi kẻ anh em, được cái gì được, thấy CM Verratti nè. Nói chung là mình mở chơi cho anh em, các bạn beta thôi, chứ anh em có thể trải nghiệm mình hướng dẫn trong clip hôm qua đó. Đó, cứ tải về và chơi thôi, đấy. Rồi mở mấy gói 3.000 đi anh em, gói 3.000 đi, mở hết đi, đó. Oh, Robinson 88. Đấy, còn gen nữa nè.
Gen này cứ mở thêm thôi. Để có cái nào gói này ngon ngon thì mở chơi anh em. Đấy, gói 1.2 nè, gen nè. Mở còn 10 lần đi cho nó xong anh em. Đấy, 10 lần luôn, 12 ngày mấy. Đấy, 10 lần luôn em, có cái thêm không? Nói chung là mở chỉ chơi bản beta này, bản beta mà. Đấy. Ôi, được hai con 81, 83 là cao nhất. Nói chung là mở vui vui anh em ơi. Chứ cái bản này thì chơi là trải nghiệm thôi anh em, trải nghiệm thôi. Sau này nó ra bản mới thì cũng mất rồi. Đó. Thì ok anh em, đó là hôm nay bạn lại chơi chơi vui vui anh em, vấn đề đó thôi. Nói chung anh em đừng có gay gắt vấn đề đó quá. Đây, mình chơi một lúc, bạn beta và bạn FIFA 3 trên một lúc luôn, hai lần. Chơi vô hai lúc hai lần luôn, hai cái game luôn em. Vẫn được anh em ha. Vẫn được luôn. Đấy. Thì ok anh em. Sự kiện Resota, anh em nó đến đâu rồi? Ngày mai sẽ reset cho anh em một số cái mới cho anh em để chơi tiếp ha. Giống như là cái xếp hạng ranking nè. Đó. Thì ok anh em, bây giờ là cái mở bắt này để dành lại cho anh em. Mở có hên không? Một cái hên em, là chơi đi game em. Đó là chơi đi game. Chơi đi game 113, giờ này mở nó tiếp còn hên không? Đó, hên không hay không? Đây, 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 đây. Rồi kiếm cái hên còn 110 mấy đấy các bạn. Đấy, mở nè, đấy, 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 đấy. Đấy, trời ơi, 107 anh em. Trời ơi. Nhìn chung thì anh em cứ chơi game bình thường anh em. Đừng có là suy nghĩ khá nhiều về vấn đề reset hay không reset. Cứ chờ thông tin đi anh em ơi. Mình thì không có quan tâm đến nhiều. Để thường là có thông tin chính thức thì mình sẽ gọi là chia sẻ với anh em. Đó. Ok anh em, sự kiện Resulta thì ngày mai cái ranking nó sẽ gọi là reset cho anh em hay sao á. Đúng rồi không ta? À, 2 ngày nữa anh em ơi, 2 ngày nữa, 1, 2 ngày nữa nó reset cho anh em để anh em chơi lại xếp hạng này đó. Còn cái phần sự kiện Mastery Nishinden anh em. Đúng là bắt di sung rồi anh em ơi, bắt di sung rồi anh em ơi. Hai bữa nữa thôi là anh em sẽ nhận được con 114 rồi. Quá tuyệt vời anh em, quá tuyệt vời rồi. Lại thêm một hàng ri nữa anh em. Hàng ri nữa, đó. Thì ok anh em, thôi nay bàn luận với anh em như đó là được rồi anh em. Bây giờ mình sẽ hồi nãy có một số câu hỏi của anh em mà không liên quan đến reset á, để mình đọc lại cho anh em ha. Để đọc lại và trả lời cho anh em ha. Đâu rồi ta? Đây. Mong AI cho thêm tính năng phát trận sự thua ngay lập tức, chứ đá mấy máy thật mất thời gian, có khi lại bị máy lập. À, có nghĩa là bạn này muốn trang sang cái một cái phiên bản mới á, cái FC Mobile á, thì nếu bạn nào mà đang đá mà phát ra á, thì nên sự thua luôn. Đó, sự thua luôn, chứ không để đá máy nó nhìn nó khó chịu em, thật sự khó chịu thật. Khó chịu thật, cái này một ý kiến cực kỳ hay em, cực kỳ hay. Đó. Để còn những câu hỏi này của anh em đâu rồi. Đâu rồi ta? Đây. Alo anh, cách sút bóng sệt nhấn nút nào anh? À, cái này có nhiều anh em còn chưa biết sút sệt như thế nào. Có nghĩa là mình lít 2 lần cho nút sút, 2 lần nha anh em, 2 lần. Tùy theo cái lực của anh em nữa thì nó sẽ vừa tầm hay là thấp quá hay gì đó. Nhưng mà nó sẽ sút sệt cho anh em. Cách sút bóng sệt, lít vô 2 lần, nút sút cho anh em, 2 lần cho anh em. Tấp bò vô, đó là sút sệt. Rồi tiếp tục còn các bạn nữa ta, đã có cái gì câu hỏi nào nữa không? Anh em, rồi ok, chỉ có 2 câu hỏi thôi. Tại vì anh em cập ý chút ít, không có nhiều. Nói chung là bàn luận vấn đề reset của anh em là chính. Để anh em không có gọi là băn khoăn hay là suy nghĩ nhiều vấn đề đó, khi nào có thông tin chính thức thì mình sẽ công bố cho anh em cứ yên tâm. Chứ nghe người này người kia thì có ai biết gì đâu, chỉ nghe người này đồ người thôi chứ ai biết gì đâu, thật sự luôn em đó. Thì ok anh em, hôm nay làm clip là chia sẻ bọn lợi với anh em vấn đề reset thôi. Thì anh em thấy clip thì hay nhớ like share cho mình nha anh em, còn anh chưa đăng ký nhấn kim hộp nha. Cảm ơn anh em, xin chào anh em.